chuông vàng giống cổ đã bao năm rồi mà như mới hôm qua. Xin chào tất cả các bạn, xin chào tất cả quý vị khán thính giả, đặc biệt là những người đã yêu mến sân khấu cải lương cũng như là yêu mến cuộc thi chuông vàng giọng cổ. Chắc chắn mọi người đã nhận ra một cái bài hát rất là quen thuộc. Mỗi khi mà cuộc thi chuông vàng giọng cổ bước tới một hành trình mới thì chúng ta sẽ nghe bài hát này. Nhưng mà Trường rất tiếc là 1-2 năm nay thì hình như là cái bài hát này nó không còn là bài hát chủ đề của cuộc thi chuông vàng giọng cổ nữa. Thì Trường cũng không nhớ rành. Nhưng mà Trường... mục đích của Trường làm clip này thì cũng không phải là giới thiệu về bài hát đó, mà để nhắc nhớ cho mọi người một cái kỷ niệm về cuộc thi chuông vàng giọng cổ. Mà cái ca khúc này đặc biệt là mọi người khi mà mình nghe lên đó thì nó rất là háo hức. Trường cũng như tất cả các bạn thí sinh hầu như là nghe cái này là nôn nao phải khăn gói đi thi. Và năm nay cũng vậy, thì Trường làm cái clip này để chia sẻ với tất cả mọi người, chia sẻ những cái kinh nghiệm cũng như là những cái gì mà bản thân mình đã trải qua, để hy vọng là có thể có một chút gì đó cho các bạn thí sinh, những anh chị, những người chuẩn bị bước vào cuộc thi chuông vàng cổ, cũng như là các bạn đã qua rồi cái vòng sơ loại rồi, bây giờ chuẩn bị vô vòng tuyển chọn và vòng chung kết, thì coi như đây là tấm lòng của Trường gửi đến tất cả các bạn cũng như là quý vị. Nếu mà đây chỉ là cái kinh nghiệm của bản thân thôi, chứ không phải là Trường dạy hay là cái gì, mong là các bạn hiểu cho. Nếu mà các bạn thấy những lời chia sẻ của Trường nó có hữu ích thì các bạn lắng nghe, còn không có thì coi như là Trường nói xàm xàm chơi. Tại vì mình là kép xàm mà. Thì thật ra thì qua kinh nghiệm nhiều năm bản thân mình, hồi trước mình đi thi á, thì cái cũng như là Trường phụ diễn những cái mùa chuông vàng vừa qua cũng như các cuộc thi vừa qua, thì có một điều mà Trường muốn nhắn gửi tới các bạn thí sinh, đó là các bạn phải chuẩn bị thật là tốt. Chuẩn bị cái gì? Chuẩn bị tâm lý nè. Cái tâm lý nó là cái yếu tố rất là quan trọng để mà quyết định cái sự thành công của mình ở một cái cuộc thi, ở một lĩnh vực nào đó, và đặc biệt là trong các cuộc thi chuông vàng giọng cổ thì tâm lý nó là cái yếu tố rất là quan trọng. Nếu mà các bạn nào chuẩn bị tâm lý tốt thì chắc chắn là các bạn sẽ được 50% thành công. Mà để có được cái tâm lý tốt thì chúng ta bên cạnh đó chúng ta cũng phải có những cái sự chuẩn bị trước nữa. Trường nói ví dụ như là Trường thấy các bạn hầu như đi thi là các bạn không có sự chuẩn bị gì cả. Ví dụ như là ban tổ chức nói là bây giờ cái vòng tới là chúng ta sẽ hát cái bài gì, mà thông thường là trước khi vô thi một cái đợt vòng chung kết đó, thì ban tổ chức đã cho các bạn biết tất cả các chủ đề của các vòng. Cái điều này rất là quan trọng, bởi vì Trường thì không biết các bạn sao, nhưng mà khi mà Trường đã đi thi thì là Trường chuẩn bị rất là kỹ. Ví dụ ban tổ chức cho là tôi biết trước 3 vòng, chủ đề của 3 vòng, thì hầu như Trường có những cái bài hát, những cái trích đoạn hoặc là những cái gì đó để đáp ứng cho 3 cái vòng đó. Thì cái sự chuẩn bị như vậy nó sẽ làm cho mình cái tâm lý rất là tốt. Mình không phải lây quay như các bạn thí sinh là thứ năm tuần sau thi, thứ năm tuần này mình không có bài. Bây giờ thứ ba mình không có bài, rồi thứ ba mình mới có bài, rồi mình học mình chỉ có 2 ngày thôi. Thì chắc chắn là mình sẽ không có sự chuẩn bị tốt bằng các bạn. Thì điều đó là các bạn phải chuẩn bị trước, phải chuẩn bị thật là tốt. Để mà mình có một cái sự chuẩn bị tốt hơn các bạn khác, đó cũng là một cái thành công hơn những người khác. Mình có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Một cái nữa mà Trường cũng muốn chia sẻ là ở qua các cuộc thi ấy, nếu như các bạn để ý thì hầu như Trường rất ít hát lại bài cũ, rất ít hát lại bài của những anh chị đi trước hát, hoặc rất ít hát lại các bài của các bạn thí sinh đi trước đã hát. Không phải là nói một chút xíu thì khi mình hát các bài cũ thường là người ta có cái sự so sánh. Ví dụ những người trước người ta hát rất là hay, khi mình hát lại thì là cái người nghe người ta có ấn tượng với cái người đi trước hơn, cho nên mình có hát như thế nào, mình có hát giống thì cũng không được, mà nếu như mình hát khác thì cái tâm lý người ta cũng không có thoải mái khi mà chấp nhận cái lối hát mới của mình, nó cũng rất là khó. Chính vì vậy mà thường là Trường chuẩn bị
các bạn để ý ví dụ như nụ cười chiến thắng nè, hay là khí phách Nguyễn Trung Trực nè, hay là đêm Lam Sơn nè, là những cái bài mà hầu như là khi Trường hát là Trường là người đầu tiên hát. Điều đó không phải là một phần là cũng không hẳn là mình sẽ hát hay hơn các bạn đâu, nhưng mà có một điều là mình sẽ lạ hơn tất cả các bạn, và mình có cái riêng biệt hơn tất cả các bạn, và cái sự riêng biệt đó nó sẽ tạo ấn tượng rất là tốt cho người nghe, đặc biệt là ban giám khảo. Đó cũng là một cái phần để cho các bạn có được cái sự tự tin, và chúng ta có được cái sự khác biệt so với những thí sinh khác, nó cũng góp phần thành công hơn cho mình. Còn gì nữa ta? Trước khi quay clip này thì Trường suy nghĩ cũng nhiều lắm, nhưng mà nói hồi thì không nhớ là phải chia sẻ cái gì nữa. Còn một cái vấn đề nữa cũng cực kỳ quan trọng mà Trường cho rằng là các bạn cũng nên chuẩn bị tốt, đó là vấn đề sức khỏe. Vấn đề sức khỏe cực kỳ rất là quan trọng, vì Trường cảm thấy rất là tiếc. Trước đây có những cái giọng ca, có những anh chị, có các bạn có những cái giọng hát rất là hay, rất là đặc biệt, nhưng mà đi thi hầu như là lại không có được giải cao, lại không có được tiến sâu những vòng trong. Thì cái đó nó còn phụ thuộc về vấn đề sức khỏe. Có thể là bình thường các anh chị hát rất là hay, nhưng mà tới lúc thi thì lại là khàn tiếng, tắt tiếng. Hay thậm chí các bạn khi mà lọt vô vòng chung kết đó, nó là một cái cuộc thi dài hơi, vì các bạn phải chuẩn bị cho mình tới gần một tháng, phải đi tập suốt, coi như là từ sáng tới tối, ngày nào các bạn cũng tập, tập hết bài này tới bài khác, hết chích đoạn này tới chích đoạn khác. Thì cái vấn đề sức khỏe nó là một cái vấn đề rất là quan trọng. Vì khi các bạn tập xong thì là tới cuối cùng lên sân khấu tập quá trời hay tới trường thi hát không được. Thì đó là một cái điều rất là không may mắn cho mình. Và Trường hy vọng rằng các bạn hãy chuẩn bị cho mình một sức khỏe thật là tốt. Nhân cái lúc mà khi đi thi đó thì là uống sâm hay là uống yến hay là ăn cái gì đó để bồi bổ sức khỏe vô, để cho mình có một sức khỏe thật là tốt, để mà chiến đấu với cuộc thi cũng như là chiến đấu với tất cả các bạn thí sinh khác. Thì trên đây là những cái ý kiến của Trường, những cái kinh nghiệm nho nhỏ mà Trường đã trải qua trong quá trình mà Trường đi thi ở các cuộc thi bông lúa vàng hay là chung nhà giọng khổ, cũng như các cuộc thi khác, mà ở bất cứ cuộc thi nào cũng vậy. Thì nếu mà chúng ta có sự chuẩn bị tốt nhất thì chúng ta sẽ có tâm lý thoải mái, và nó cũng góp phần tạo thành công, bên cạnh là chúng ta có một cái khả năng tốt, rồi có sự chuẩn bị tốt, rồi chúng ta gặp thêm một chút may mắn nữa thì chúng ta sẽ thành công. Nếu các bạn thấy những cái chia sẻ của Trường là hữu ích thì các bạn lắng nghe, các bạn có thể like, có thể comment, thậm chí là subscribe theo dõi cái kênh YouTube của Trường, để Trường sẽ có những cái chia sẻ khác hơn. Còn nếu như mà các bạn cảm thấy ôi thằng này kép xàm mà nó nói xàm xàm quá thì thôi các bạn cứ bỏ qua. Chúc tất cả mọi người, đặc biệt là các bạn sẽ bước vào cuộc thi chung dài giọng cổ năm 2018, các bạn sẽ có thật nhiều may mắn, thật nhiều thành công, và các bạn sẽ trở thành quán quân.